Hoàng Anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện. Đây là tờ tạp, tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Thưa quý vị, chúng ta đã chính thức đổi giờ. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày đã quay trở lại cho năm 2024, cho những khu vực bị ảnh hưởng tại Canada cũng như là Bắc Mỹ. Kể từ 3 giờ sáng Chủ nhật hôm nay ngày 10 tháng 3, giờ Daylight Saving Time chính thức bắt đầu, nghĩa là toàn bộ đồng hồ sẽ di chuyển về phía trước một tiếng đồng hồ. Điều đó cũng có nghĩa là mặt trời sẽ mọc và lặn trễ hơn khoảng 1 giờ so với ngày hôm trước, do đó mặt trời sẽ không mọc cho đến khoảng 7 giờ 45 sáng nhưng nó sẽ lặn gần 7 giờ 20 tối. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin nổi bật và cuối tuần với rất nhiều tin tức đáng chú ý. Trong bản tin Chủ nhật ngày 10 tháng 3 hôm nay. Và để ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị nhấn nút like, subscribe kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tuyết rơi dày đặc ở tỉnh bang Quebec khiến cho hơn 100.000 người không có điện. Khi tuyết rơi dày và ẩm ướt phủ khắp tỉnh bang Quebec vào sáng Chủ nhật hôm nay, hơn 100.000 khách hàng của Hydro Quebec không có điện. Số lần mất điện chủ yếu tập trung ở khu vực Morrissey và thành phố Quebec. Tiếp tục tăng đều đặn, trong đó Laurentian cũng bị ảnh hưởng. Hydro Quebec cho rằng việc mất điện là do sức nặng của tuyết dính đè lên cành cây, khiến chúng làm hỏng đường dây điện. Trong khi các đội đang tích cực làm việc để khôi phục điện, công ty điện lực cho biết mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, khiến còn quá sớm để ước tính thời gian phục hồi. Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã đưa ra cảnh báo tuyết rơi trên toàn tỉnh bang Quebec, dự đoán lượng tuyết tích tụ lên tới 15 cm, với một số vùng có khả năng nhận được lượng tuyết rơi từ 20 đến 30 cm. Cơ quan này cảnh báo rằng tuyết dày có thể kèm theo mưa có thể gây rủi ro cho các công trình và cây cối, làm tăng khả năng bị gãy đổ. Tại thành phố Montreal, báo cáo sơ bộ cho thấy lượng tuyết rơi là 7cm vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, trong khi thành phố Quebec nhận được 10cm. Các khu vực khác như là trois River, Shawinigan và Ruin Noranda có mức tích tụ khác nhau dao động từ 13 đến 18 cm. Nhà chức trách khuyên người dân hãy nên thận trọng và cân nhắc khoảng các kế hoạch du lịch nếu không cần thiết do điều kiện thời tiết bất lợi. tại gần khu vực Toronto. Theo Toronto Hydro thì khoảng 2.500 người cũng đã bị mất điện ở thành phố Scarborough trong hôm thứ Bảy. Cư dân trong khu vực Ellesmere Road về phía nam đến Kingston Road và từ Markham Road về phía đông đến Morningside đã bị mất điện ngay sau 9 giờ sáng. Trong một video được đăng tải có thể thấy một máy biến áp đặt tại Lawrence Avenue East và Orton Park Road dường như đã bị phát nổ, với tia lửa xuất hiện ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc. Sở cứu hỏa Toronto xác nhận họ đã ứng phó với báo cáo về vụ cháy máy biến áp. Toronto Hydro xác nhận vụ mất điện là do cháy cục điện. Đến khoảng 15 giờ, điện đã được khôi phục hoàn toàn trên khu vực. Thưa quý vị, một tin tức đáng chú ý trên thế giới liên quan đến ngộ độc thực phẩm. 9 người đã tử vong và 78 người nhập viện sau khi ăn thịt rùa biển trên đảo Pemba của Zanzibar. 8 trẻ em và một người lớn đã tử vong sau khi ăn thịt rùa biển trên đảo Pemba thuộc quần đảo Zanzibar. Trong khi đó, 78 người khác đã phải nhập viện vì tiêu thụ loại thịt này. Thịt rùa biển được người dân Zanzibar coi là món ngon, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn dẫn đến tử vong do nhiễm độc Cholonic Toxism, một loại ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Haji Bakari, nhân viên y tế quận Mokoni, cho biết nạn nhân trưởng thành đã qua đời vào cuối ngày thứ Sáu ngày 8 tháng 3, là mẹ của một trong những đứa trẻ đã qua đời trước đó. Số thịt rùa đã được những người này tiêu thụ vào thứ Ba ngày 5 tháng 3. Bakary cho biết, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận tất cả các nạn nhân đều đã ăn thịt rùa biển. Các nhà chức trách ở Zanzibar, khu vực bán tự trị của quốc gia Đông Phi Tanzania, đã cử một nhóm để quản lý thảm họa và kêu gọi người dân hãy tránh ăn thịt rùa biển. Vào tháng 11 năm 2021, 7 người, trong đó có một đứa trẻ 3 tuổi đã tử vong trên Pemba sau khi ăn thịt rùa, trong khi ba người khác phải nhập viện trên chính trường quốc tế, Canada và Thụy Điển tái lập tài trợ cho cơ quan cứu tế Palestine của Liên Hiệp Quốc. Canada và Thụy Điển cho biết họ sẽ tái lập khoản tài trợ cho cơ quan cứu tế và việc làm cho Palestine, gọi tắt là UNRWA của Liên Hiệp Quốc. Nguồn tin đài BBC hôm thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 cho hay, hai quốc gia này nằm trong số 16 nước từng ngưng việc đóng góp tài chính cho quỹ cứu trợ nói trên sau khi Israel cáo buộc ít nhất là 12 nhân viên của UNRWA đã tham gia cuộc tấn công của quân bạo động Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Vụ này vẫn còn đang được Liên Hiệp Quốc điều tra dưới quyền giám sát của Ngoại trưởng Pháp. UNRWA là cơ quan Liên Hiệp Quốc lớn nhất hoạt động tại Gaza, cung cấp việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục cùng các hình thức cứu trợ nhân đạo khác và tạo công an việc làm cho chừng 13.000 dân chúng trên vùng lãnh thổ này. Ngoài việc tái tục tài trợ cho cơ quan UNRWA của Thụy Điển và Canada, Ủy hội Âu Châu vào hồi đầu tháng này đã loan báo rằng họ sẽ đóng góp 50 triệu đồng euro, tương đương 55 triệu đô la Mỹ cho cơ quan UNRWA. Và hôm thứ Bảy thì Thụy Điển nói họ sẽ gửi 200 triệu đồng corner, tương đương 19 triệu đô la. Sau khi cơ quan UNRWA đồng ý chấp nhận thêm các cuộc giám sát chi tiêu và điều hành nhân viên dưới quyền của họ, từ nay đến cuối năm, Thụy Điển sẽ đóng góp thêm 200 triệu đồng corner nữa. Liên Hiệp Quốc cảnh cáo rằng Cuộc chiến tranh đang tiếp diễn giữa phe Hamas và các lực lượng Israel tại giải Gaza đã khiến cho một phần tư dân cư sinh sống trên giải Gaza đang đứng bên bờ vực của nạn đói, trong khi các trẻ em thì hiện đang chết đói. Thưa quý vị, những thay đổi lớn đang đến với cách thức giao dịch ngân hàng của người dân Canada, nhưng việc áp dụng có thể sẽ đến chậm. Canada đang trên đà thực hiện một sự thay đổi mang tính chuyển đổi lớn trong lĩnh vực ngân hàng với việc sắp triển khai ngân hàng mở được gọi là open banking hứa hẹn với người tiêu dùng và doanh nghiệp quyền kiểm soát tốt hơn đối với dữ liệu tài chính của họ chính phủ liên bang chuẩn bị công bố luật khung trong ngân sách sắp tới đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh ngân hàng của đất nước sau nhiều năm dự đoán những người ủng hộ ngân hàng mở ca ngợi nó như một phương tiện để tăng cường cạnh tranh cách mạng hóa các phương thức thanh toán và tạo ra một hệ thống tài chính lấy người tiêu dùng làm trung tâm hơn Mô hình này cho phép người tiêu dùng chia sẻ dữ liệu ngân hàng của họ với các công ty bên thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ như là ứng dụng lập ngân sách, kế toán tự động và thanh toán đơn giản hóa, đánh giá tín dụng, uy tín (credit assessments), dự kiến là sẽ trải qua một sự phát triển lớn trong hoạt động ngân hàng mở, cho phép người cho vay truy cập vào dữ liệu ngân hàng toàn diện ngoài điểm tín dụng truyền thống, tức là ngoài credit scores truyền thống. Trong khi những người ủng hộ ca ngợi tiềm năng của nó trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện và dân chủ hóa dữ liệu, thì những người hoài nghi lại đặt câu hỏi về tốc độ và mức áp dụng của chính sách mới này. Những lo ngại vẫn tồn tại về việc giành được lòng tin của người tiêu dùng đối với hệ thống, đặc biệt là trong văn hóa ngân hàng bảo thủ của Canada. Kinh nghiệm trước đây ở châu Âu và Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ áp dụng có thể chậm mặc dù hệ thống đã được triển khai. Hơn nữa còn có những nghi ngờ về nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng về lợi ích của ngân hàng mở. Bất chấp những thách thức, người ủng hộ nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên nhẫn và giáo dục để nuôi dưỡng niềm tin và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi. Khi Canada chuẩn bị đón nhận ngân hàng mở, bối cảnh ngân hàng đang đứng trước một sự chuyển đổi đáng kể có tác động đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và toàn bộ khu vực tài chính. Thưa quý vị, nhìn lại vụ thảm sát kinh hoàng nhất lịch sử thành phố Ottawa một vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Ottawa đã gây chấn động ở Canada và trên toàn thế giới. Trong vụ việc, những đứa trẻ nhỏ, một bé sơ sinh, một người mẹ và một người bạn của gia đình, tất cả đều đã bị đâm chết trong căn nhà ở Barhaven Heaven của họ. Sáu nạn nhân được tìm thấy đã thiệt mạng trong một ngôi nhà ở ngoại ô Ottawa là những người mới đến Canada từ Sri Lanka, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 2 tháng tuổi rưỡi. Thị trưởng thành phố đã gọi đây là một trong những vụ bạo lực gây sốc nhất trong lịch sử Ottawa. Cảnh sát trưởng Ottawa Eric Stubbs cho biết người cha của gia đình được xác định là ông Danuska Wickramasinghe đã sống sót và được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm 19 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội với 6 tội giết người cấp độ 1. Người mẹ 35 tuổi của bốn đứa con nằm trong số nạn nhân. Những đứa trẻ thiệt mạng khác chỉ mới 7 tuổi, 4 tuổi và 2 tuổi. Nạn nhân thứ sáu, một nam giới cũng được tìm thấy đã chết tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân bao gồm Dashani, 35 tuổi, Induka, 7 tuổi, bé Ashwini, 4 tuổi, bé Rihanna, 2 tuổi và bé Kelly, 2 tháng rưỡi, cùng người đàn ông tên là Amara Kunmubia Yansala, 40 tuổi, cũng sinh sống trong cùng gia đình này. Khoảng 10 giờ 52 tối thứ Tư ngày 6 tháng 3, cảnh sát đã nhận được hai cuộc gọi 911 sau khi một người đàn ông đã la hét trên đường yêu cầu mọi người gọi cảnh sát. Người đàn ông kêu cứu chính là người cha và người chồng trong gia đình. Nghi phạm duy nhất trong vụ việc là Fabrio de Soisa, 19 tuổi, đã bị buộc tội 6 tội giết người cấp độ 1 và một tội cố ý giết người. Nghi phạm này là công dân Sri Lanka đến Canada với tư cách là sinh viên quốc tế và cũng đang sống trong nhà cùng gia đình này. Cảnh sát xác nhận nghi phạm đã sát hại các nạn nhân bằng vũ khí sắc bén. Vụ giết người hàng loạt tàn bạo gây chấn động vùng ngoại ô của Ottawa của Bear Heaven Tin tức này đã khiến nhiều người dân khắp Ottawa cũng như Canada chấn động. Nhiều hàng xóm bàng hoàng không hiểu nổi làm sao một vụ tàn bạo như vậy có thể xảy ra tại cộng đồng Bahavan nhộn nhịp nhưng bình yên của họ. Vào chiều thứ Bảy, hơn 300 người đã tập trung tại một công viên cộng đồng chỉ cách ngôi nhà nơi gia đình Wickhamasinghe đang xây dựng cuộc sống mới của họ ở Canada. Ở trên và xung quanh các băng ghế, các thành viên cộng đồng đặt những lời nhắn chân thành, gấu bông, bó hoa và bóng bay cùng những vật dụng khác để bày tỏ lòng kính trọng người cha còn sống danuska hiện đang hồi phục trong bệnh viện sau hai ca phẫu thuật bị vết thương trong vụ tấn công sau khi danuska được xuất viện thì những người ở ngôi chùa nơi danuska và gia đình anh cầu nguyện nói rằng họ sẵn sàng nhận anh vào và chăm sóc cho anh các thỏa thuận cũng đang được thực hiện để đưa những thành viên còn lại trong gia đình ở sri lanka chẳng hạn như là anh em của danuska đến ottawa cảnh sát trưởng ottawa ông eric Stubbs xác nhận rằng Hai cuộc khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất, nghĩa là tang lễ có thể được tổ chức vào đầu tuần sau. Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ có thể có của vụ giết người này. Cảnh sát RCMP cảnh báo Canada phải đối mặt với một loạt khủng hoảng thách thức đất nước trong những năm tới. Một báo cáo nội bộ của cảnh sát RCMP cho biết, các cuộc khủng hoảng làm xung chuyển các vấn đề quốc gia và quốc tế có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong vài năm tới và có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính phủ liên bang cũng như lực lượng cảnh sát liên bang Canada. Báo cáo của chính phủ có tựa đề Xu hướng 5 năm (Five-year Trends) cho toàn bộ Canada cho biết, cộng đồng toàn cầu đã trải qua một loạt cuộc khủng hoảng với dịch bệnh Covid-19, các vấn đề về chuỗi cung ứng và việc Nga xâm chiếm Ukraine. Tất cả đều gây ra làn sóng chấn động trên toàn thế giới. Tình hình có thể sẽ xấu đi hơn nữa trong 5 năm tới vì những tác động ban đầu của biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu càng làm tăng thêm sức nặng cho các cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Báo cáo dự đoán biến đổi khí hậu sẽ có tác động đáng kể. Trong vòng 5 năm tới, các nhà khoa học môi trường dự đoán rằng những cơn bão ngày càng dữ dội và thậm chí xảy ra hạn hán, lũ lụt ngày càng trầm trọng, cũng như những đợt nắng nóng dai dẳng trên toàn cầu sẽ làm giảm sản lượng toàn cầu của nhiều loại hàng hóa. Mức sống trượt dốc và sự phân cực Báo cáo dự đoán, sự phân cực và phẫn nộ về chính trị Cùng với mối đe dọa suy thoái kinh tế cũng sẽ đặt ra một thách thức. Giai đoạn suy thoái sắp tới cũng sẽ đẩy nhanh sự suy giảm mức sống mà thế hệ trẻ đã chứng kiến so với các thế hệ trước. Chẳng hạn như nhiều người Canada dưới 35 tuổi khó có thể mua được một nơi để ở. Hậu quả từ sự suy giảm mức sống này sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi sự khác biệt giữa cực kỳ giàu có và cực kỳ nghèo hiện nay ở các quốc gia phát triển đang lớn hơn bất kỳ thời kỳ nào khác. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã lợi dụng sự gia tăng phân cực chính trị và các thuyết âm mưu, đồng thời điều chỉnh các thông điệp của họ để thu hút các phong trào cực đoan. Các công nghệ thông tin mới bao gồm AI deepfake, dự đoán lượng tử và blockchain cũng có thể đặt ra những thách thức. Bộ trưởng Tài chính Canada bà Chrystia Freeland cho biết, chính phủ liên bang sẽ giới hạn mức tăng thuế tiêu thụ đặc biệt về đồ uống có cồn hàng năm đối với bia, rượu mạnh và rượu vang ở mức 2% trong 2 năm nữa. Thuế tiêu thụ đặc biệt về đồ uống có cồn đã được ấn định tăng 4,7% vào ngày 1 tháng 4, nhưng bà Freeland mới đây thông báo rằng mức tăng này đang được giới hạn ở mức thấp hơn. Bên cạnh đó, bà Freeland cũng công bố một số khoản giảm thuế cho các nhà máy bia thủ công địa phương bằng cách giảm khoảng một nửa thuế tiêu thụ, đặc biệt đối với 15.000 hectoliter bia đầu tiên trong 2 năm. Theo bà Freeland, các nhà sản xuất bia thủ công nhỏ của Canada nằm trong số những nhà sản xuất bia tốt nhất trên thế giới và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Hiệp hội nhà hàng Canada đã hoan nghênh động thái này. Họ cho rằng biện pháp giảm thuế sẽ mang lại cơ hội cho các nhà quản lý dễ thở hơn một chút khi họ đang phải đối phó với lạm phát và hồi phục từ đại dịch COVID-19. Liên đoàn người nộp thuế Canada cho biết thật tốt khi thấy một số biện pháp giảm nhẹ nhưng họ cho rằng chính phủ không nên tăng thuế rượu. năm lý do mà bạn nên mua nhà ở thành phố North York thay vì downtown Toronto theo một số chuyên gia về địa ốc. North York được mệnh danh là thành phố trong thành phố vì khả năng tự cung tự cấp của nó. Khu vực này có gần như tất cả những thứ khiến cho cuộc sống ở trung tâm thành phố trở thành một nơi để làm việc, học tập và vui chơi. Nhưng bạn sẽ có được những bất động sản lớn hơn với số tiền bỏ ra và những khu dân cư tuyệt vời hơn. Sau đây là một số lý do tại sao mà bạn có thể muốn mua nhà ở thành phố North York thay vì ngay trung tâm thành phố Toronto. Theo một số các nhà phân tích địa ốc, thứ nhất là địa ốc đa dạng. Theo Houseful, bản giá trung bình của những ngôi nhà ở North York đã giảm từ mức 825.500 đô la xuống chỉ còn hơn 782.000 đô la trong 6 tháng qua. Tình hình địa ốc đa dạng của North York bao gồm mọi thứ, từ dịch vụ cho thuê giá cả phải chăng trong các tòa nhà cao tầng cho đến những ngôi nhà sang trọng ở Willowdale. Thứ hai là khu dân cư thân thiện với gia đình. Khu vực này của thành phố cũng đã nổi tiếng là an toàn và thân thiện với gia đình. Hầu hết các cộng đồng ở North York đều được xây dựng gần các sân chơi công cộng, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, trung tâm giải trí và các tiện nghi khác. North York tự hào có 10 công viên xinh đẹp với các điểm quan sát để ngắm bình minh hoặc là hoàng hôn. Thứ ba là trung tâm mua sắm và điểm tham quan, North York là nơi có một số địa điểm du lịch hấp dẫn như là Black Creek Pioneer Village. Nếu bạn đang làm việc tại nhà và thỉnh thoảng muốn thay đổi môi trường của mình, bạn có thể tìm thấy một nơi tuyệt vời để tập trung và tận dụng tối đa mỗi ngày làm việc tại North York Central Library. Và nếu bạn yêu thích mua sắm, North York cũng có nhiều lựa chọn, trong đó có Bayview Village Shopping Center và Fairview Mall. Tiếp theo là đi lại dễ dàng. Bạn có thể sử dụng hệ thống TTC để đến được hầu hết khu vực của North York bạn cũng có thể dễ dàng lái xe đi từ North York vào trung tâm thành phố và di chuyển ngược trở lại vì con đường Don Valley đã trở thành con đường 401. Cả hai con đường 401 và 404 chạy qua khu vực này. Bất chấp sự phản đối từ doanh nghiệp địa phương, North York vẫn tiếp tục thực hiện các thay đổi để làm cho các con đường trở nên thân thiện hơn với người đi xe đạp và giảm sự phụ thuộc vào xa hơi. Tiếp theo nữa là trường học chất lượng. Một số trường trung học được xếp hạng hàng đầu của thành phố Nằm ở North York, trong các hội đồng công lập, tư nhân và công giáo, bao gồm trường Bayview Secondary School và Earl Haig. Theo một bảng xếp hạng, nhiều trường tiểu học tốt nhất của Toronto cũng nằm ở North York. Khi nói về North York, chúng ta cũng không thể không nhắc đến trường đại học lớn thứ ba Canada, đó là Đại học York University. Đây là nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới và trên khắp đất nước theo học để trở thành kỹ sư, luật sư chuyên gia về kinh doanh, nhà giáo dục và bất cứ ngành nghề nào mà bạn có thể nghĩ đến. Nhiều chương trình của York University cũng hợp tác với các khóa học tại Seneca College ở North York. Seneca cung cấp giáo dục và đào tạo thực hành với hơn 146 chương trình toàn thời gian và 135 chương trình bán thời gian. Người tìm việc có thể sớm phải đối mặt với thị trường của nhà tuyển dụng khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng Cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết, các nhà tuyển dụng ở Canada vẫn đang tìm kiếm nhân sự, nhưng không đủ để giữ tỷ lệ thất nghiệp không tăng trong bối cảnh dân số đang tăng nhanh. Các chuyên gia cho biết, những người tìm việc ở Canada có thể tham gia vào thị trường của nhà tuyển dụng vào mùa xuân này, khi nền kinh tế đang chậm lại và lực lượng lao động ngày càng gia tăng. StatCan cho biết, 41.000 việc làm mới đã được thêm vào trong tháng 2, nhờ số lượng việc làm toàn thời gian tăng lên Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng 0,1 điểm phần trăm lên 5,8% do lực lượng lao động tiếp tục tăng nhanh. StatCan cho biết, mức tăng việc làm lan rộng khắp các ngành trong lĩnh vực dịch vụ trong tháng 2, nhờ ngành thực phẩm và chỗ ở, ngành đã tạo thêm 26.000 việc làm. Ngành dịch vụ chuyên môn khoa học và kỹ thuật cũng đạt được mức tăng trưởng nhưng được bù đắp bằng những tổn thất trong giáo dục và sản xuất. Một thị trường của nhà tuyển dụng đang hình thành mức tăng việc làm đã vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế trong hai tháng qua. Don Desjardins, nhà kinh tế trưởng tại Deloitte, Canada nói rằng, trong khi số lượng việc làm được tạo ra đang mạnh hơn dự kiến, sức mạnh trên thị trường lao động đang bị lớn ác bởi lực lượng lao động ngày càng gia tăng. Mức lương trung bình theo giờ đã tăng 5% hàng năm trong tháng 2, giảm so với mức tăng 5,3% trong tháng 1. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và tiền lương giảm có nghĩa là những người tìm việc ở Canada có thể sớm tham gia vào thị trường của người chủ lao động. Desjardins đồng ý với ý kiến này. Chỉ ra sự sụt giảm về số lượng việc làm còn trống là bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp không tìm cách mở rộng số lượng nhân sự khi nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Còn báo cáo việc làm có ý nghĩa gì đối với việc cắt giảm lãi suất? Ngân hàng Canada đã giữ nguyên lãi suất chính sách ổn định trở lại vào thứ Tư ngày 6 tháng 3 và cho biết là còn quá sớm để cắt giảm lãi suất. Bất chấp mức tăng việc làm khiêm tốn trong báo cáo tháng 2, Desjardins cho biết ngân hàng có thể tin tưởng rằng tốc độ tăng lương sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới và áp lực lạm phát cũng sẽ giảm theo. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng Canada sẽ bắt đầu vào tháng 6. Và họ cho rằng tổng lãi suất chính sách sẽ chỉ có 3 lần giảm trong năm nay, mỗi lần chỉ có độ lớn là 1 phần 4 điểm phần trăm. Ở phía nam biên giới, tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ cũng đã tăng nhanh trong tháng 2, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm là 3,9%. Công ty cung cấp các chuyến tham quan bằng thuyền đến thác Niagara chật vật với khoản nợ 1,2 tỷ đô la bảo hộ phá sản. Công ty nổi tiếng với các chuyến du lịch bằng thuyền, thu hút hàng triệu khách du lịch trong làng sương mù dày đặc của thác Niagara mỗi năm, đang phải vượt qua những dòng nước tài chính khó khăn. Hone butter Group đang được bảo hộ phá sản ở Mỹ, nơi tập đoàn đặt trụ sở chính và ở Ontario, nơi tập đoàn này tổ chức các chuyến du lịch bằng thuyền ở phía bên thác Niagara của Canada, theo các tài liệu nộp lên tòa án công lý cấp cao vào tháng trước. Holmberger cũng cung cấp các chuyến du ngoạn ngắm cảnh xung quanh cảng Toronto và quần đảo Thousand Island gần Gananoque của Ontario, cũng như các chuyến tham quan ở Úc, Mỹ và các thành phố lớn trên thế giới. Tòa án đã phê duyệt đơn đăng ký bảo hộ phá sản của Holmberger vào ngày 21 tháng 2. Hiện tại công ty này đang bắt tay vào một quá trình tái cơ cấu phức tạp để khắc phục khoản nợ 1,2 tỷ đô la xuất phát từ các hạn chế liên quan đến COVID-19, vốn đã có tác động tiêu cực sâu sắc đến hoạt động trong vài năm. Nhìn lại những gì đã xảy ra tại nhà lập pháp Queen's Park của Ontario trong tuần này. Thủ hiến Ontario Doug đã thực hiện một chuyến đi lớn với cam kết tài trợ hàng triệu đô la cho các thành phố đã đáp ứng được các mục tiêu về nhà ở do tỉnh bang đặt ra. Thành phố mới nhất nhận được tài trợ là Milton của Ontario, nơi đã được trao hơn 8 triệu đô la vì đã vượt quá mong đợi sau khi bổ sung thêm 1.952 đợt khởi công nhà ở. Theo dữ liệu của tỉnh bang, Ontario đã cần đạt được mục tiêu xây dựng 110.000 ngôi nhà mới vào năm 2023. Con số này bao gồm 89.297 nhà ở, thị trường mới được xây dựng. 9.879 đơn vị dân cư và 9.835 giường chăm sóc dài hạn. Toronto đã nhận được 114 triệu đô la tài trợ để khởi công xây dựng 31.656 đơn vị nhà ở mới vào năm ngoái. Thành phố Brampton đã nhận được 25 triệu đô la vì đã đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu của mình với hơn 7.000 căn nhà được khởi công. Trong khi đó, thành phố Mississauga thì không đủ điều kiện nhận tài trợ và sẽ mất khoảng 30 triệu đô la vì thành phố mới chỉ đạt được 39% mục tiêu đề ra. Thành phố Barrie đã vượt quá mong đợi với 1.714 đợt khởi công nhà ở. Kitchener cũng đã vượt quá mong đợi với 3.579 căn nhà được khởi công. New Market vẫn ở mức 33% mục tiêu của năm 2023. Richmond Hill thì đã đạt 39% mục tiêu. Vaughan đã đạt được 60% mục tiêu. Oshawa đã đạt được 67% mục tiêu thành phố Hamilton thì đã vượt mục tiêu với 4.142 căn nhà được khởi công. Dự kiến Thủ hiến Ford cũng như Bộ trưởng Nhà ở sẽ tiếp tục đưa ra thông báo tài trợ trong vài tuần tới. Và sau đây là những sự kiện khác đã xảy ra tại Queen's Park trong tuần này. Dường chăm sóc dài hạn có nên được tính là nhà ở hay không? Tỉnh bang Ontario đang coi những chiếc giường chăm sóc dài hạn mới được tạo ra như một ngôi nhà khi nỗ lực xây dựng 1,5 triệu đơn vị nhà ở Phát biểu với các phóng viên, mới đây, Thủ hiến Ford đã thách thức những người chỉ trích việc sử dụng giường chăm sóc dài hạn trong việc coi là kiểm đếm nhà ở. Thủ hiến Ford nói với các phóng viên là khi một người cao tuổi sống trong một căn hộ chuyển đến nơi chăm sóc dài hạn, nó được gọi là nhà. Họ có phòng riêng, họ ăn trong phòng ăn với những người khác. Tôi thách thức bất cứ ai bước vào và nói chuyện với những người cao niên này và nói Này, bạn đã có một chiếc giường chăm sóc dài hạn chứ không phải là một chỗ ở. Các luật khác Tỉnh bang Ontario cấm thế chấp nhà ở để đổi lấy thiết bị HVAC. Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ đưa ra luật vào mùa xuân này để cấm hình thức cầm giữ tài sản được áp dụng để đổi lấy một số thiết bị gia dụng. Mục tiêu của đạo luật này là ngăn chặn những trò lừa đảo, trong đó thông báo về quyền lợi bảo đảm được áp dụng mà chủ nhà không hề hay biết khi họ mua hoặc thuê các thiết bị HVAC như là lò sưởi hoặc máy điều hòa không khí. Đạo luật này cũng sẽ loại bỏ tất cả các quyền lợi bảo đảm được gọi là NOSI hiện có khỏi cơ quan đăng ký đất đai. Chính phủ tỉnh bang Ontario cũng đã đi đến thỏa thuận với hiệp hội giáo viên Công giáo Anh ngữ Ontario. Đây là thỏa thuận thứ tư và cũng là thỏa thuận cuối cùng mà bộ đạt được với các hiệp hội giáo viên. Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận sẽ được giữ bí mật trong khi chờ các thành viên của hiệp hội giáo viên Công giáo Anh ngữ phê duyệt vào ngày 26 và 27 tháng 3. Một số vấn đề khác đang được thảo luận tại Queen's Park trong tuần này bao gồm Đảng NDP của Ontario tuyên bố chính phủ Ford đã sử dụng từ ngữ được mã hóa Code Words khi gửi email về chương trình Greenbelt. Các chuyên gia y tế Ontario đang lo lắng về việc lây truyền bệnh sởi lẻ tẻ trong cộng đồng. Các quan chức Ontario đã có những lời tưởng nhớ cảm động để vinh danh cựu thủ tướng Brian Mulroney, người đã được đưa về Canada từ Florida Thi hài của cựu thủ tướng Brian Mulroney đã được đưa về Canada sau khi ông qua đời tại một bệnh viện ở Florida hôm 29 tháng 2. Quan tài chở ông Mulroney quá cố đã đến Canada Reception Center tại phi trường quốc tế Ottawa McDonald Cartier vào thứ Sáu ngày 8 tháng 3. Tang lễ của ông Mulroney sẽ được tổ chức tại Montreal vào thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Địa điểm cụ thể của tang lễ và thông tin chi tiết để công chúng đến tiễn biệt vẫn chưa được công bố. Các nghị sĩ sẽ vinh danh ông Mulroney tại Hạ viện vào ngày 18 tháng 3 ông Mulroney là thủ tướng thứ 18 của Canada đã qua đời sau một cú ngã tại ngôi nhà của ông ở Palm Beach. Ông đã 84 tuổi. Ông Mulroney giữ chức thủ tướng từ năm 1984 đến năm 1993. Ông nổi tiếng với các chính sách kinh tế và môi trường, bao gồm Hiệp ước về giảm lượng mưa axit và Hiệp định Thương mại Tự do NAFTA. Ngân sách của Ontario được ấn định vào ngày 26 tháng 3 và Bộ trưởng nói không tăng thuế. Bộ trưởng Tài chính Ontario cho biết Ông sẽ trình ngân sách tiếp theo của tỉnh vào ngày 26 tháng 3 mà không tăng thuế. Kế hoạch tài chính sẽ phát thảo cách chính phủ xây dựng lại nền kinh tế của tỉnh bang Ontario mà không tăng thuế và phí hoặc gây thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, ông Peter Batlandfordy viết trên mạng xã hội. Khi bộ trưởng Batlandfordy trình bày bản cập nhật vào tháng trước về tình hình tài chính của tỉnh từ quý 3 của năm tài chính này, ông dự kiến tỉnh bang Ontario sẽ kết thúc năm với mức thâm hụt 4,5 tỷ đô la. Con số này cao hơn đáng kể so với mức thâm hụt 1,3 tỷ đô la cho năm 2023-2024 mà ông đang để mắt đến vào thời điểm lập ngân sách năm ngoái. Ngân sách đó khiến Ontario kỳ vọng sẽ có thẳng dư ngân sách bắt đầu từ năm tới, nhưng không rõ liệu dự báo thâm hụt cao hơn gần đây có thúc đẩy con đường cân bằng tiếp theo hay không. Chính phủ tỉnh bang BC cho biết chương trình thụ tinh ống nghiệm IVF do chính phủ tài trợ sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 4 năm 2025. Chương trình này sẽ tài trợ cho việc điều trị và cấp thuốc cho một chu kỳ điều trị. Các chi tiết như là cân nhắc về độ tuổi, các lựa chọn cung cấp dịch vụ và lộ trình chăm sóc để tiếp cận dịch vụ tại tỉnh BC sẽ được thực hiện thông qua tham vấn với các chuyên gia trong suốt năm 2024. Cho đến nay thì hầu hết các loại thuốc sinh sản, chẳng hạn như là IVF, Điều do người dân chi trả tại tỉnh BC, điều đó có nghĩa là nhiều người không thể tiếp cận được. Chương trình mới này ở tỉnh BC sẽ giúp IVF trở nên dễ tiếp cận hơn để hỗ trợ mọi người trong hành trình sinh sản của họ và tiến gần hơn đến việc có được gia đình mà họ mong đợi. Ngân sách của tỉnh năm nay đã phân bổ 68 triệu đô la để bắt đầu thực hiện chương trình này. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cho biết tỉnh BC đang tiếp tục hành động để tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cứ 6 người trên toàn cầu thì có một người bị ảnh hưởng bởi vô sinh. Theo Bộ trưởng Adrian Dix, tạo ra một chương trình IVF được tài trợ bởi chính phủ là một bước quan trọng hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng công bằng, đặt con người lên hàng đầu và bảo đảm rằng mọi người có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần, bất kể khả năng chi trả của họ. Ba người bị thương và khoảng 100 người đã phải di tản khỏi một tòa nhà chung cư vào sáng Chủ nhật tại St. Lawrence Sau một cuộc ẩu đả ở quận St. Lawrence của Montreal Các sĩ quan cảnh sát Montreal đã được gọi đến tòa nhà trên phố Crapio vào khoảng 4 giờ sáng Khi đến nơi thì họ phát hiện có ba người bị thương, ít nhất một người trong số họ đã bị đâm Theo cảnh sát, các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện và họ được coi là không còn nguy hiểm đến tính mạng Mặc dù chuông báo cháy đã tắt khiến cho khoảng 100 người phải rời khỏi tòa nhà, nhưng không có bằng chứng nào về hỏa hoạn ở khu vực lân cận. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang tiếp diễn. Hàng trăm con cá chết ở tỉnh Quebec và các nhà môi trường muốn biết tại sao. Các nhà môi trường và cơ quan chính phủ đang điều tra cái chết bí ẩn của hàng trăm con cá ở một đoạn sông Saint Lawrence gần Montreal. Mối lo ngại nảy sinh khi mực nước ở lưu vực La Prairie giảm đáng kể, khiến cho động vật biển mắc kẹt và chết dọc theo bờ sông. Là Vigilvac, một tổ chức địa phương, đã phát hiện ra khung cảnh đau buồn trong quá trình nỗ lực dọn dẹp thường lệ. Giám đốc Gina Philly mô tả bờ biển tràn ngập cá chết với nhiều kích cỡ và chủng loại khác nhau. Nhà sinh vật học, tiến sĩ Philip Lay cho rằng tình hình là hoàn toàn bất thường, cho rằng những cái chết là do các yếu tố như là mực nước thấp, tích tụ chất thải và thiếu oxy. Ông la nhấn mạnh rằng Tình trạng cá chết hàng năm xảy ra và đặt câu hỏi về vai trò của tập đoàn quản lý đường biển San Lawrence trong việc điều chỉnh mực nước, cho thấy tình hình có thể trở nên trầm trọng, trọng hơn. Trong khi tập đoàn cho rằng việc bảo trì cơ sở hạ tầng và biến đổi khí hậu là những yếu tố góp phần, Bộ thủy sản và Đại dương Canada cam kết sẽ điều tra vấn đề sâu hơn. Các nhà môi trường kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để ngăn chặn những vấn đề tương tự trong tương lai, nhấn mạnh sự cần thiết về quản lý bền vững hệ sinh thái San Lawrence. Điều tra cho thấy các trường dạy lái xe bán dịch vụ đi đường tắt để giảm giá bảo hiểm và thi bài test trên đường nhanh hơn. Một cuộc điều tra của CBC Marketplace cho thấy nhiều giáo viên dạy lái xe ở Ontario đang sẵn sàng được trả tiền để giúp làm giả tài liệu cho những học viên không tham gia các lớp học lái xe. Marketplace đã gọi điện cho 20 giáo viên dạy lái xe ở Ontario, những người này đã đăng quảng cáo online về cung cấp các bài học giáo dục lái xe cho người mới bắt đầu. Kết quả là 14 người trong số họ, hay là 70%, đã đưa ra đề nghị giúp phá vỡ các quy định về cấp giấy phép tức là đi đường tắt. Lệ phí dao động từ 150 đô la đến gần 400 đô la. Khi một nhà báo của Marketplace đóng giả là một sinh viên tương lai để gọi điện cho 20 người hướng dẫn lái xe quảng cáo ở khu vực đại đô thị Toronto, đa số những người này đã đề nghị đăng ký cho sinh viên đó với Bộ Giao thông Vận tải Ontario là đã hoàn thành khóa học đầy đủ, trong khi họ chưa đăng ký. Các tài liệu giả mạo cũng sẽ được trường học lái xe lưu giữ để chứng minh rằng học viên đã hoàn thành khóa học và kinh nghiệm lái xe bắt buộc, trong khi trên thực tế là họ chưa tham gia một buổi học nào. Lệ phí để thực hiện công việc này dao động từ 150 đô la đến gần 400 đô la, tùy thuộc vào người hướng dẫn. Sau khi sắp xếp gặp mặt trực tiếp tại một bãi đậu xe ở Toronto, một người hướng dẫn đã chỉ cho nhà báo ngầm của Marketplace cách thức để đưa thông tin sai lệch vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải Ontario. Sau đó người hướng dẫn sẽ đề nghị đưa học viên đến một trường dạy lái xe gần đó, nơi họ có thể ký vào các mẫu đơn mà trường sẽ lưu giữ trong trường hợp bị kiểm tra bởi cơ quan này. Sau khi gọi khóa học chính thức là lãng phí thời gian, một người hướng dẫn khác đã nói với Marketplace qua điện thoại rằng chúng tôi có option B. Anh ta cũng giải thích rằng việc giả mạo thực sự sẽ diễn ra tại trường dạy lái xe. Người hướng dẫn đã khuyên nhà báo nên hẹn 15 phút với người quản lý của trường dạy lái xe mà anh ta làm việc cùng, đồng thời cho biết nhà trường sẽ tính phí là 220 đô la và yêu cầu họ mang theo tiền mặt. Trong cuộc hẹn kéo dài 15 phút diễn ra bên trong văn phòng trường dạy lái xe, người quản lý đã giải thích phần công việc của anh ta trong âm mưu này, đồng thời đưa ra các tài liệu đã bị giả mạo. Quá trình này diễn ra ngắn gọn và khi được hỏi, trường dạy lái xe đã thực hiện việc này được bao lâu? Người hướng dẫn cho biết là nó đã diễn ra được khoảng 15 năm. Trường giả lái xe này nằm trong số 844 trường học được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, cung cấp các khóa học cho người mới bắt đầu. Marketplace không nêu tên các trường học hoặc người hướng dẫn mà họ đã ghi lại vì cuộc điều tra của họ cho thấy vấn đề này mang tính hệ thống và không chỉ riêng lẻ ở một trường học duy nhất. Sau khi Marketplace chia sẻ phát hiện với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ontario là ông Pramit Singh Sakirina Ông cho biết chính phủ có chính sách không khoan nhượng và sẽ trừng phạt những kẻ xấu. Ông nói thêm là ông đang xem xét việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ loại hành vi nào không phù hợp với các luật và quy định. Tàu du lịch lớn nhất thế giới giải cứu 14 người mắc kẹt trên biển 14 người bám vào một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt ở vịnh Mexico đã được thủy thủ đoàn của tàu du lịch lớn nhất thế giới giải cứu hôm Chủ nhật sau hơn một tuần mắc cạn trên biển. Tàu du lịch Icon of the Seas do Royal Caribbean Group điều hành đã gặp phải một tàu nhỏ gặp nạn và ngay lập tức tiến hành chiến dịch cứu hộ đưa 14 người lên tàu an toàn. Con tàu du lịch chỉ mới ra khơi trong ngày đầu tiên khi phát hiện ra chiếc thuyền nhỏ. Hành trình bắt đầu ở Miami và hướng về Honduras. Vào thời điểm diễn ra cuộc giải cứu, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết cuộc giải cứu xảy ra bên ngoài vùng biển của Mỹ, trong khu vực tài phán của Mexico. Một hành khách trên tàu Alexandra Omodio mô tả cho Fox Weather và People những gì cô chứng kiến về cuộc giải cứu đầy kịch tính. Biên tập viên ảnh của Travel Plus Leisure cho biết cô đã nghe thấy thủy thủ đoàn trên tàu phát loa Code Oscar vào khoảng 3 giờ chiều Chủ nhật. Từ cửa sổ nhìn ra bữa trưa tự chọn, cô và gia đình đã nhìn thấy một chiếc tàu nhỏ ở phía xa, những người trên thuyền đang vẫy một lá cờ trắng lớn con tàu du lịch đã quay lại để nhẹ nhàng, nhàng di chuyển đến bên cạnh chiếc tàu nhỏ. Amodio nhớ lại, cuộc điều động này đã mất khoảng 2 giờ khi thủy thủ đoàn của con tàu làm việc để tránh làm ngập chiếc thuyền nhỏ do sóng lớn từ con tàu du lịch. Tàu Icon of the Seas sau đó đã triển khai một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ. Cuối cùng, thủy thủ đoàn Royal Caribbean đã giúp đỡ khoảng 2 người từ chiếc thuyền gặp nạn lên thuyền cứu hộ trước khi quay trở lại tàu. Sau đó, họ đã thực hiện thêm một số chuyến nữa để đưa mọi người lên tàu du lịch an toàn. Amodio kể lại, sau cuộc giải cứu, Amodio cho biết, thuyền trưởng của tàu du lịch đã phát loa phóng thanh để thông báo thủy thủ đoàn đã cứu được 14 người mắc kẹt trên biển suốt 8 ngày. Amodio cho biết những người được giải cứu đã rời khỏi Rotan, Honduras một ngày sau cuộc giải cứu. Tàu Icon of the Sea được coi là tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay, con tàu 20 tầng bao gồm 8 khu vực lân cận để khám phá và có thể chứa 5.610 hành khách và 2.350 thủy thủ đoàn. Các điểm tham quan trên tàu nhằm mô phỏng nhiều trải nghiệm kỳ nghỉ trên đất liền khác nhau với công viên nước 6 đường trượt, 7 hồ bơi, cỡ lớn, nhà hát dưới nước trong nhà, vân vân. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, đồng đô la Canada hiện đang đứng ở mức 0,7423 đô la Mỹ và bằng 0,6782 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.281 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 24.645 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 2.178,80 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.947 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong cuối tuần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới. Xin kính chúc quý vị một chủ nhật an lành và một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.